Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và xung quanh mình chính là đại gia đình Hero Team. Ta-da. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong Mini World để tiếp tục quay cho các bạn xem một video Mini World nữa rồi đây anh em ơi. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Ok, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video hay nào bạn ơi. Let's go. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong đây để chơi chung với mình một cái gọi là một cái cuộc đi chơi phiêu lưu cùng với nhau anh em ơi. Đó, thì mọi người ơi, mọi người biết hôm nay em mời mọi người vô đây để chơi trò gì không? Biết không? Không, biết liền. Không biết đúng không? Rồi ok, em sẽ nói cho mọi người biết nha. Và nói cho những bạn đang xem video biết luôn. Thì hôm nay nè, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một cái cuộc đi cắm trại, người ta gọi là cắm trại trên mặt trời. Ta-da. What? Mặt trời hả? Đúng rồi. Đi đâu đi tự sát chứ cắm trại gì? Tào lao. Chúng ta cắm trại ở trên một cái mặt trời. Thì cái mặt trời này nè, thấy không? Trên trời này thấy không? Chúng ta sẽ đâu, leo lên trên cái mặt trời, sau đó cắm trại trên đó. Được mà, được, yên tâm, em làm được hết. Bằng cách nào thì mọi người từ từ sẽ biết. Bây giờ anh lấy mặt trời xuống. Mày chuối. Anh làm gì vậy? Lấy mặt trời xuống. Anh dùng cái hút bồn cầu để anh hút ông mặt trời xuống đây hả? Không được à? Sao hút được? Ông mặt trời tuốt trên trời sao hút được? Tào lao. À mà khoan, hình như hôm nay mình lại thấy thiếu một người thì phải, để đếm coi. Simmy nè, Sammy nè, Timmy nè, Camui nè, anh Dịch nè, Kairon nè, với mình nữa là 7 người nè. Hình như là còn thiếu ai nữa. Thiếu ai ta? Thiếu Siro bạn ơi. Trời ơi, thiếu Siro các bạn ơi. Hay trời bạn ơi, mệt ghê luôn á. Ông Siro á, hôm qua mình quay clip ổng cũng không có mặt, hôm nay cũng không có mặt luôn. Trời ơi trời, anh Dịch ơi, em nói thiệt nha, anh làm sao làm anh gọi là kêu Rô. À đây, Rô đây rồi. Hello Rô. Trời ơi, đây ok được rồi. Mình cứ coi như là con sói, đây là anh Rô nha. Ok. Hello anh Rô. Hôm nay anh Rô sẽ vào đây để quay clip cùng với bọn em đó Rô. Dịch. Đừng. Cái này là Rô mà anh, bình tĩnh, ok. Không phải. Rô không đâu, phải chó. Ok rồi, hôm nay anh sẽ cùng đi cắm trại với bọn em nha Rô. Ok rồi, ông gật đầu kìa rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên mặt trời thế nào. Chó luôn á. Tào lao, em đang nói chuyện với ông Siro. Ok rồi, chúng ta cùng nhau gọi là lên mặt trời thế nào các bạn ơi. Rồi, đi thôi. Trời. À, coi xong rồi, đây là mặt trời nè. Rồi xong, một tí đó anh Dịch lên tới mặt trời, chúng ta sẽ có món sóc nướng để ăn. Tào lao quá à. Đây em chỉ nè, chúng ta vào trong công cụ nè, chúng ta lấy cho chúng ta mỗi người một cái phi thuyền máy bay, chúng ta bay lên trời bình thường mà. Ok, để em làm cho. Ok. Phải làm hết đi. Chúng ta có 7 người đúng không? 1 2 3 4 5 6 rồi, Timmy ở nhà nha. À giỡn thôi, 7 nè, rồi Timmy nữa nè. Đó. Rồi, nạp đạn vô. Lên. Nạp đạn hết chưa? Năm anh em siêu nhân. À không, bảy anh em siêu nhân mới đúng. Bảy anh em siêu nhân chuẩn bị đi đó nào. Ủa sao mọi người leo lên hết rồi, còn chỗ tôi đâu? À bên đây. Okay. Rồi phong điểm đi. Let's go đi thế nào. 10 9 8 7 6 Đầu xanh đi ra bay đầu tiên nhá, đầu xanh ra bay trước nhá. 4 3 2 Rồi xong, cây đòn đi trước. Sao nổ máy bay luôn rồi. Sao mà nổ máy bay cho tôi luôn rồi, trời ơi. Tính ra mình nổ máy bay xong Simmy với Kairon vẫn còn bay trên trời. Cứu Simmy kia kéo xuống. Mong rồi. Yeah. Đi xuống Kai, đi xuống. Trời ơi, sao Kai bị bay trên trời luôn rồi. Không xuống. Rồi kéo xuống. Lấy đầu hút hồng cầu kéo xuống. Lấy đầu hút hồng cầu kéo xuống. Xuống đây. Rồi xuống rồi. Ok, bây giờ mình với anh Dịch sẽ kéo hai người này đi ra ngoài à, gì ta, cái bãi biển để mình quăng xuống đó nha. Ok. Quăng xuống bãi biển. Đi. Ủa sao bị đâu rồi vậy? Không biết nữa, đứng im chỗ rồi. Thôi đem xuống bãi biển quăng đi. Ok bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái phi thuyền mới để chúng ta bay lên mặt trời nào. Trời là trời bởi mất tiêu rồi. Ok rồi. Lại. Rồi, thôi mệt quá, cái khúc này mình nghĩ rằng mình sẽ lên mặt trời đi rồi mình quay tiếp nha. Khúc này loạn quá rồi. Ok, chúng ta cùng nhau lên mặt trời thế nào. Let's go. 1 hour later.
Ok mọi người ơi, thì bây giờ Hero Team bọn mình đã lên được tới mặt trời rồi nè. Đây, ghê chưa? Wow, tôi không ngờ cái mặt trời ở trong Mini World nó lại là một cái khối màu đỏ chót vậy luôn á. Ôi, nhưng mà hình như nó nóng lắm Timmy ơi, coi nè, nóng hổi luôn á. Wow. Ê, tôi nói nghe nè, hồi nãy là mấy người nó nướng tôi chín luôn rồi á. Tại vì trời tôi lỡ đụng vô cái nó bốc cháy tôi luôn á không? Ờ, đúng rồi, Timmy mà đụng vô mặt trời, cái Timmy biết thành heo quay luôn á. Anh dịch cũng thành dịch quay luôn á trời, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái rương ra nào. Trong đây là có rất là nhiều đồ nè. Thì mỗi người lấy món nha. Mỗi người một món nha. Tại trong đây nè, thì chúng ta sẽ phân chia ra. Người nào sẽ là người chặt gỗ, người nào sẽ là người gọi là đi đào đá, người nào sẽ là người chiến đấu với quái vật. Chúng ta sẽ phân chia ra nha. Ok. Rồi bây giờ người nào là người chặt gỗ thì lo cưa cái cây đi. Gì anh? Anh sẽ làm gì với cuộc đời với một khẩu súng này? Cây súng này em nghĩ là sử dụng để tiêu diệt quái vật. Anh bắn trúng con quái vật nào thì con quái vật đó sẽ biến hành trứng. Đó. Con quái vật heo đưa lại. Vậy sao bắn Timmy vậy? Trời ơi, thôi bình tĩnh, anh bắn Timmy vậy nó rơi ra con trứng con hà mã đó. Không được đâu. Ok. Ok. Ủa rồi ai làm người cưa cây thì cưa đi mọi người. Rồi bây giờ là phụ nữ làm việc đi, bây giờ là phụ nữ làm việc đi. Sao để phụ nữ cưa cây? Cưa nhanh lên. Trong đây là mình có rất là nhiều gỗ nè mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy gỗ nè. Bây giờ mình sẽ chế ra thành mấy cục gỗ bình thường nha. Chế thật là nhiều ra luôn. Nằm một cái sàng để trồng cây nha. Trồng cây nữa hả? Trời ơi, em nghĩ đâu cần trồng cây đâu. Rồi em dùng hết gỗ thì lấy đâu ra gỗ mới nữa trời ơi. Rồi bây giờ em sẽ chế bàn chế tạo nè. Rồi em để bàn chế tạo ra đây. Ô khoan, có bàn chế tạo còn chế làm gì nữa? Ôi Phong ơi, tới đây nè Phong. Tính ra có bàn chế tạo chế làm gì nữa trời. Hả gì ạ? Ôi lại xuống là chết rồi nè. Wow, thì ra là bên trong mặt trời là dung nham mấy bạn ơi. Ui té giờ mấy ba, làm gì? Bình tĩnh. Ok thôi, chúng ta cần phải thả một người xuống đó để thử nghiệm. Chúng ta quyết định thả anh dịch xuống. Rồi Timmy rơi xuống rồi. Rồi xong, Kairon rơi xuống luôn. Rồi xong, rơi xuống quá trời luôn. Ơi mọi người ơi, tính ra là trong thế giới này là chết là mất đồ nha mọi người. Chết là mất đồ. Rồi xong mất hết đồ luôn rồi. Trời ơi, Hero Team phá hoại bạn ơi. Trong cái Hero Team này tàn phá hoại không ai. Trời ơi trời. Ok. Còn tôi. Thôi tôi mệt quá, tôi không muốn nói nữa, tôi tắt thở, tôi chết luôn quá. Ok. Bây giờ mình sẽ thử qua bên cái hành tinh bằng sắt thử xem coi bên đó nó có gì nha. Ok rồi. Mình sẽ đặt lóc nè. Ôi, dịch bay quá kìa. Trời, tôi xém té xuống luôn. Đây chính là một hành tinh heo. Ủa sao anh dịch qua được vậy? Ủa kìa. Từ để em qua. Đây, em đang đặt bài lóc qua đây, đợi em xíu. Ơi khoan, con quái vật ở đây nè, ai làm ơn qua giết quái vật hộ em cái. Tôi có kiếm, nè. Đâu, rồi Sammy qua đây nhanh lên. Đánh xuống là chết thôi, còn đâu nữa xong rồi. Ủa, đủ, nó phải xuống lo chơi, cũng kêu nó chết rồi. Ôi, rồi sao mà anh quýnh bằng cây đó, anh rơi theo vậy. Ok rồi, để em qua nè. Ở bên đây là cái hành tinh gì vậy? Ủa sao nãy em thấy có quá trời con vật trên đây mà đâu biến mất hết tiêu rồi. Con vật của em nè. Ôi, con Timmy. Wow, quá trời Timmy luôn. Không sao, chúng ta sẽ đem Timmy về để làm thịt ăn nha bạn. Ok, đi. Giờ chúng ta sẽ về nhà nè. Ok, về là hành tinh của chúng ta thôi. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên hành tinh khác nha. Qua thử cái hành tinh màu vàng đi. Màu vàng hình như là cái mặt trăng nữa bạn ơi. Ok, qua thử mặt trăng coi bên đó có gì nè. Ok rồi, qua. Đừng có quýnh nhau nữa. Quýnh nhau té rồi xong. Kairon té thêm lần nữa. Trời ơi. Ok rồi, em xem coi. Ui, trong đây nhiều gà thế. Wow, hấp dẫn rồi. Mình làm thịt nó đi mọi người. Để mình có thịt. Ủa gì vậy? Sao mất cây vậy? Gà của hành tinh là sao giết rồi? Má tính mở quán KFC hả? Đúng rồi, em tính lấy đống đùi gà này làm KFC ăn á mà. Ủa, không có gì đâu. Cây bên dưới này còn một con nữa ra ủ được xuống phong cây. Có quái vật nè Phong ơi, có quái vật nè. Ủa nó xuống. Xuống mày. Ok rồi, giết rồi. Quái vật như đây dễ vậy? Mấy con quái vật ở trên hành tinh này là dễ giết lắm, mình chỉ cần đẩy nó rơi xuống là được. Ơi, bên hành tinh mình có hai con Timmy đang ngủ ở bên phải kìa. Hai Timmy đang ngủ. Nó đang nằm đây nè. Có hai Timmy nó đang ngủ ở đây nè. Hello. Rơi xuống dưới đi. Ok rồi, thôi lên. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì nữa đây ta? Chứ em để ý nha. Cái hành tinh này. Ô, hành tinh than kìa bạn ơi. Wow. Ơ mà thôi mình nghĩ mình không nên qua đó đâu, tại bên đó mình đâu thấy có gì đâu ngoài mấy cục than đang hồi lùi ra đâu có gì đâu. Ủa, có coi con cúp không? Có phải này em có nè. Để làm gì? Thử ra khoét lỗ mấy cái hành tinh xem có gì không đấy không? Đúng rồi. Em nghĩ là nó không có gì đâu. Thôi mình nghĩ là bây giờ bọn mình phải qua bên hành tinh kim cương các bạn ơi. Wow, đây chính là cái hành tinh mà chắc chắn có nhiều bạn thích nhất nè. Ủa, rồi còn ai còn cúp còn đồ không vậy? Anh còn khẩu súng để bắn rồng thành con trứng à. Nhưng mà khoan, bây giờ chúng ta cần một cái cúp để chúng ta gọi là đào kim cương. Vậy còn ai còn không? Này còn cái cúp này, cúp đào kim cương Simi đưa Phong đi.
thì cúp này tròn cái cúp này cái cúp gỗ sao mà đào được thì tôi còn cái cúp đấy à. Qua bên này đi Phong, trời ơi đi, ok để qua bên điện ngọc thử coi. Ui wow, ôi quay 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 vòng kìa, ôi giết nó giết nó. Trời ơi Phong ơi, má nó đánh cho mình tẹt tẹt đồ luôn rồi. Ai dạ, mày không có giật quá giật, từ từ bình tĩnh yên tâm. Mày rơi xuống dung nham đi. Ok mình đánh nó rơi xuống dung nham rồi. Ôi rồi trời, quay qua gặp con quái vật cung mấy bạn ơi. Ôi ra ông có cây súng mà ông không có đạn là sao ông chơi? Có mà thằng Khao lùng đạn rồi. Trời ơi trời, tôi có súng mà không có đạn đâu. Ê mọi người ơi, có cái cổng gì nè, khó thật sự. Ok ơi, để em qua, để em qua. Từ mọi người đi trước hết vậy. Ok thôi thôi mình chui vô cái cổng này đi mọi người. Cái cổng màu xanh nhìn lạ nè. À trời ơi, oh my god. Ủa khoan, ủa chỗ này là chỗ nào vậy? Ủa không, ủa biết rồi. Ủa mọi người ơi, chỗ này là chỗ nào vậy? Sao lạ vậy? Tự nhiên mình dịch chuyển được đến chỗ nào đây? Cái cổng màu xanh này nó dịch chuyển. À khoan mọi người ơi, trong hero team mình có ai là con rồng không mọi người? Đâu nó quay tới kìa. Oh my god, gì vậy? Không ai rủ đi khám phá hành tinh chứ phải rủ đi chết đâu mà gọi đâu người chi đây? Em có biết đâu em tính gì vậy? À nó giấy em nè. Chạy ôi con rồng nó hút em nè, rồng hút em nè. À rồi xong chết em luôn rồi. Ôi rồng nó hút mau quăng chết qua rồi. Rồi xong. Mọi người cởi thú đi mọi người. Tôi có đồ đó, tôi chơi nó, tôi có đồ tôi chơi nó nè. Đồ gì? Trời, có đồ gì? Cái súng, cái súng. Trời ơi, có cây súng này sao mà giết con rồng được? Ủa con rồng kìa bạn ơi, thôi toan rồi. Thôi mọi người ơi, em nghĩ rằng chúng ta không nên gọi là cắm trại trên mặt trăng nữa đâu. Em nghĩ là nó nguy hiểm quá. Ủa con rồng đang tính làm gì vậy? Ủa nó khè lửa, Không lửa kìa. Trời ơi, thôi toan để mình chịu hồi ra con voi mình cưỡi mình chạy bạn ơi. Voi nè. Rồi ok. Ôi ơi, cảnh tượng kinh hoàng rồng chua môi hôn tim mi. Ok. Ơi mọi người ơi, mình nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cần phải về lại làng Hero Team thôi, chúng ta không nên ở đây nữa đâu. Ở đây nguy hiểm quá. Rồi nó phun kìa. Rồi xong. Chạy đi đâu? Trời ơi bạn ơi, nguy hiểm quá. Thôi ok mọi người nha. Bây giờ mình nghĩ rằng video này cũng đã dài, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và bây giờ mình phải về lại làng Hero Team đây. Ở đây nguy hiểm quá, không ở đây được rồi. Ok tạm biệt mọi người nha, bye bye. Đi đây.